Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio uh, Clip này xin mời quý vị và các bạn cùng bên em khui thùng cặp loa BMW 803 D3 Dòng loa 2N cao cấp bậc nhất hiện nay của hãng BMW đến từ Anh Quốc Và hôm nay bên em về một cặp hàng tuyển chọn tuyệt đẹp Thưa quý vị và các bạn, xài lướt, uh, đẹp gần như mới tinh uh, Đầy đủ uh, thùng hộp và phụ kiện Uh, loa BMW 803D3 có chiều cao là 1m16, có chiều rộng là 33,4cm và có chiều sâu là 49,8 và cặp này thì nặng uh, 131kg trên một cặp, uh, có độ nhạy là 90dB và trở kháng là 8ohm, uh, dải tần cực kỳ là hấp dẫn, uh, dải trầm xuống sâu tới 16hét và dải cao lên tới 35kHz do sử dụng loa À, chép kim cương thưa quý vị các bạn à, mặc dù là một cái cặp loa khá là lớn à, nhưng cặp loa này lại chỉ cần mức công suất là từ 50W trở lên là có thể phối ghép tốt với cặp loa này rồi à, thật là tuyệt vời à, cặp loa BMW 803D3 thì à, sử dụng à, cái loa chép kim cương đời mới nhất hiện nay được à, à, làm tách riêng hoàn toàn khỏi thùng loa vừa được đặt lên trên đỉnh của cái chiếc loa này có thể nhận thấy cách thiết kế của loa chép này vô cùng táo bạo và mang tới một nét đặc trưng riêng cho BMW 803 D3 thùng loa được làm bằng hợp kim nhôm khối tạo nên chất lượng âm thanh tốt hơn thùng vững chãi và rất là chắc thưa quý vị bạn bên cạnh của loa chép của BMW được thiết kế vô cùng độc đáo của loa uh, mít cũng được làm bằng sợi uh, continuum thay vì sợi kevlar như trước đây và đây là cái dòng sợi Uh, cao cấp nhất hiện nay của hãng BMW và cuối cùng là hai củ loa bát có đường kính là 18cm uh, cũng là dạng nón Aerofoil đây là cái công nghệ in 3D uh, giúp cho cái uh, trọng lượng của màng uh, rất là nhẹ uh, nhưng vẫn đảm bảo cái độ cứng khi uh, uh, mà chơi uh, chơi nhạc phát ra dao động thì vẫn đảm bảo cái độ cứng cho cái màng và cái màng này thì cũng giúp cho cái âm bát có lực hơn trầm hơn và sâu hơn cặp loa này thì là một cặp xài lướt tại báo hồng audio đang có sẵn với mức giá giao lưu là 300 triệu đồng thưa quý vị bạn quý vị bạn nào liên hệ trực tiếp bên em sẽ có mức giá tốt hơn